Chào các bạn, hôm nay Công ty Phố Công nghệ xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm màn hình chuông cửa IP thương hiệu Dahua, model DHI VTH 5441G, sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc, được công ty chúng tôi phân phối chính hãng, bảo hành tối đa 24 tháng. Dahua là một trong những thương hiệu thiết bị an ninh hàng đầu thế giới, các sản phẩm của hãng có độ bền rất cao, thiết kế đẹp và giá thành rất hợp lý. Điểm nổi bật của màn hình này so với một số màn hình chuông cửa phổ biến trên thị trường hiện nay là có kích thước lên đến 10 inch, công nghệ cảm ứng đa điểm sử dụng nguồn 12V DC hoặc cấp nguồn qua các mạng PoE và kết nối với các loại khóa điện, cổng tự động, cảm biến cửa để kiểm soát vào ra. Ngoài ra, thiết bị còn có các tính năng nâng cao như giao tiếp hai chiều rõ ràng, gọi liên thông các tầng, ứng dụng điện thoại thông minh, xem camera giám sát trực tiếp trên màn hình. Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho nhà riêng, căn hộ chung cư, công ty, văn phòng, cơ quan. Bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm màn hình, phụ kiện lắp đặt và tài liệu hướng dẫn. Lưu ý, chưa có bộ cấp nguồn đi kèm. Để được tư vấn và mua sản phẩm với giá rẻ nhất. Mời các bạn truy cập website phố công nghệ.com.vn hoặc hotline 0988 803 283. Xin trân trọng cảm ơn.